Hầu hết các nhà vũ trụ học tin rằng vào thời điểm khi vũ trụ mới hình thành, kích thước của nó không mấy to lớn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, vũ trụ đột nhiên mở rộng và thể tích của nó tăng lên đến không biết bao nhiêu lần. Rất khó để chúng ta trả lời cho câu hỏi rằng vũ trụ lớn đến như thế nào, bởi vì khái niệm này phần lớn chỉ là phỏng đoán. Nhưng có thể nói rằng vũ trụ lớn hơn nhiều so với bạn có thể tưởng tượng. Mô hình giãn nở của vũ trụ tin rằng kích thước thực sự của vũ trụ là to lớn hơn ít nhất 1052 lần so với phần có thể quan sát được. Có nghĩa kích thước thực của vũ trụ có thể lên tới hơn 94.000 tỷ năm ánh sáng. Và vì phần vũ trụ có thể quan sát được có đường kính 90 tỷ năm ánh sáng, điều này cũng có nghĩa là phạm vi thực sự của vũ trụ quá lớn để chúng ta có thể hiểu được. Lý thuyết giãn nở giải quyết nhiều vấn đề trong vũ trụ học Big Bang tiêu chuẩn. Ví dụ, các vùng khác nhau trong vũ trụ có thể cách xa nhau, nhưng nhiệt độ thì gần như giống nhau. Theo lý thuyết giãn nở, những khu vực này đã từng được liên kết chặt chẽ với nhau cho đến khi chúng bị tách rời bởi sự giãn nở của vũ trụ. Có một kết quả khác có thể xảy ra của vũ trụ giãn nở là sự giãn nở của vũ trụ có thể vẫn chưa kết thúc. Trên thực tế, quá trình này có thể không bao giờ kết thúc. Lý thuyết này được gọi là lý thuyết giãn nở vĩnh cửu. Là công trình nghiên cứu cuối cùng của nhà vật lý Stephen Hawking cùng với nhà vật lý người Mỹ Jim Hartle. Ý tưởng này đã giải đáp một vấn đề với lý thuyết của Einstein rằng vũ trụ này bắt đầu gần 14 tỷ năm trước, nhưng không nói gì về cách thức nó bắt đầu. Thay vào đó, ý tưởng của Hartle-Hawking sử dụng một lý thuyết khác gọi là cơ học lượng tử để giải thích cách thức vũ trụ sinh ra từ hư vô. Ý tưởng này đã mở ra một nút thắt nhưng lại tạo ra những nút thắt khác. Lý thuyết vũ trụ lạm phát vĩnh cửu, hay còn được gọi là vũ trụ vô hạn, có liên quan tới lý thuyết về các vũ trụ song song vô hạn. Sau khi vụ nổ Big Bang xảy ra, vũ trụ được mở rộng một cách nhanh chóng theo mô hình lạm phát và không có giới hạn. Bên cạnh đó, xuất hiện các vũ trụ song song với số lượng vô hạn. Vũ trụ sẽ tiếp tục mở rộng trên quy mô lớn mãi mãi, và chỉ một khu vực nhỏ của nó có thể duy trì một cuộc sống bình thường và hòa bình, giống như vũ trụ của chúng ta. Mỗi vũ trụ giống như một hòn đảo được ngăn cách bởi một khoảng không vô tận, cách xa nhau với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng, vì sự giãn nở của vũ trụ thực sự nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Những hòn đảo này nằm trong đa vũ trụ sẽ không bao giờ gặp nhau và sẽ không bao giờ có thể giao tiếp với nhau. Trên thực tế, chúng ta thậm chí không thể tìm thấy bằng chứng trực tiếp về sự tồn tại của chúng. Đa vũ trụ là một nhóm giả thuyết gồm nhiều vũ trụ. Cùng với nhau, những vũ trụ này bao gồm mọi thứ tồn tại, toàn bộ không gian, thời gian, vật chất, năng lượng, thông tin, các định luật và hằng số vật lý mô tả chúng. Các vũ trụ khác nhau trong đa vũ trụ được gọi là vũ trụ song song, vũ trụ khác, vũ trụ thay thế hoặc nhiều thế giới. Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể suy đoán một cách hợp lý liệu đa vũ trụ có tồn tại hay không. Đầu tiên, chúng ta phải xác minh sự giãn nở của vũ trụ. Mặc dù các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra kết luận, nhưng thực sự có bằng chứng cho thấy điều gì đó tương tự như sự giãn nở đã xảy ra trong vũ trụ sơ khai. Nếu sự giãn nở vũ trụ xảy ra, các quy luật mà chúng ta quan sát được từ những biến động của nền vi sóng vũ trụ thực sự phù hợp với nó. Ngoại trừ lý thuyết giãn nở vũ trụ, không có lý thuyết nào về vũ trụ sơ khai có thể làm được điều này. Tuy nhiên, sự giãn nở của vũ trụ không phải là một lý thuyết riêng biệt, mà giống một lý thuyết phạm trù hơn. Các mô hình khác nhau sẽ giả định các quy luật vật lý khác nhau, các yếu tố thúc đẩy khác nhau, các nguyên nhân khác nhau và các tác động khác nhau đối với sự kiện này. Vì tất cả các lý thuyết này đều dựa trên các mô hình giả thuyết về vũ trụ sơ khai, nên vẫn còn quá sớm để xác định cái nào trong số chúng là đúng. Các nhà vật lý suy đoán rằng giãn nở vĩnh cửu có thể là một tình huống phổ biến hơn, và hầu hết các mô hình giãn nở vũ trụ có thể hướng tới kết quả này cho đến khi kết thúc quá trình phát triển của chúng. Tiếp tục với phỏng đoán này, nếu lý thuyết giãn nở vũ trụ là đúng, thì lý thuyết giãn nở vĩnh cửu cũng có thể đúng. Điều này có nghĩa là đa vũ trụ có thể thực sự tồn tại. Những ví dụ ban đầu được ghi lại về ý tưởng thế giới vô hạn tồn tại trong triết học nguyên tử Hy Lạp cổ đại vốn cho rằng các thế giới song song vô hạn hình thành từ sự va chạm của các nguyên tử. Vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, nhà triết học Crisipus đã gợi ý rằng thế giới sẽ tồn tại và tái sinh vĩnh viễn, gợi ý một cách hiệu quả về sự tồn tại của nhiều vũ trụ xuyên thời gian. khái niệm đa vũ trụ được định nghĩa rõ ràng hơn vào thời Trung Cổ. Tuy nhiên, sự tồn tại của đa vũ trụ là một vấn đề thực sự rất khó để các nhà khoa học tiêu hóa trong một thời gian dài. Nếu lý thuyết giãn nở vĩnh cửu là đúng, thì không chỉ có một vũ trụ hay nhiều vũ trụ mà là những vũ trụ vô hạn. Mỗi vũ trụ có thể có các định luật vật lý và sự sắp xếp của các hạt riêng. Do đó, nếu sự phân bố vật chất và năng lượng bị giới hạn, xét cho cùng có rất nhiều cách để cấu tạo nên một vũ trụ, thì sẽ luôn có những tình huống vật lý lặp đi lặp lại trong vô số đa vũ trụ. Một số có thể sẽ rất giống với chúng ta khi có các hành tinh giống trái đất, các xã hội hoặc thậm chí các cá thể tương tự như chúng ta. Các vũ trụ khác sẽ có sự khác biệt, nhưng ở mức khá tinh vi, ví như đó có thể là các hành tinh giống trái đất, nhưng khủng long trên đó không bị tuyệt chủng. Và sẽ có những vũ trụ hoàn toàn không giống với của chúng ta, khi ở trong đó không có trái đất, không có các ngôi sao và các hệ thiên hà, cũng như các định luật vật lý khác nhau. Nghe có vẻ xa vời, nhưng các phương trình trong lý thuyết này biến các viễn cảnh này trở nên hợp lý trên lý thuyết. Vấn đề sẽ phát sinh bởi nếu có vô hạn các loại vũ trụ với vô hạn biến thể khác nhau của các định luật vật lý của chúng, thì lý thuyết này không thể dự đoán được rằng chúng ta đang ở trong loại vũ trụ nào. Nhưng chúng ta chỉ có thể nói rằng nếu giãn nở vĩnh cửu thực sự là phổ biến, có nghĩa là áp dụng cho hầu hết các mô hình giãn nở vũ trụ, thì đa vũ trụ có thể tồn tại. Một nhóm các nhà vật lý đã công bố quan điểm này trong một bài báo gần đây. Đầu tiên, họ phát hiện ra rằng giãn nở vĩnh cửu không phổ biến như họ nghĩ lúc đầu. Họ tin rằng lý do tại sao các nhà vũ trụ học tin rằng giãn nở vĩnh cửu là phổ biến là do số lượng mô hình họ nghiên cứu có hạn. Nhưng các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng vì chúng ta vẫn chưa biết nhiều về mô hình giãn nở và cơ chế hoạt động của nó, nên chúng ta khó có thể xem xét mức độ giãn nở vĩnh cửu phổ biến như thế nào. Họ tin rằng không thể tóm gọn câu trả lời cho câu hỏi này và cần có thêm nhiều nghiên cứu về sự giãn nở của vũ trụ. Do đó, sự thật về đa vũ trụ tới nay vẫn chỉ là những phỏng đoán và chưa được xác thực về mặt khoa học và nghiên cứu chuyên sâu.